Em xin chào buổi sáng tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị bạn ngày mới tốt lành nha. Hiện tại em đang có mặt ở đây là đường Trần Hưng Đạo, ngay giao lộ Trần Hưng Đạo và Lê Hồng Phong, ngày xưa là Đồng Khánh và Bê Xuất Ký. Ngay đây có cái thất cao đài Sài Gòn, và có cái hẻm kế bên thất cao đài. Hẻm này sẽ thông ra đến đường Cao Đạt luôn nè. Hôm nào em sẽ thực hiện cái video đó thể theo cầu của cô chú anh chị và các bạn ha. Thì hành trình hôm nay em dẫn bà con mình đi một vòng đường Bê Xuất Ký đến Trần Quốc Toản, để xem trong những cái hình ảnh này thì biết đâu chúng ta lại thấy những cái kỷ niệm và những cái con đường, những cái nhà xưa của mình. Và hôm nay em mời các anh chị bạn cùng đi nha. Sẵn trên đường đi gặp một người bạn, thì em ghi lại số hình ảnh này. Đây là giao lộ Lê Hồng Phong và Trần Hưng Đạo. Với con đường Lê Hồng Phong này ngày xưa thì rất là nhỏ và không có nhiều cái biển hiệu, cửa hiệu như vậy, và cũng không có cái chung cư bên tay trái mình nè, không có căn hộ này. Nhưng mà ngày nay thì có thêm những cái chung cư này ha. Mà chung cư này cũng có rất là lâu rồi, phải trên 15 năm. Ở cái khúc Lê Hồng Phong này thì có cái quán cháo ông Tám Hỏi, cháo bò, bán buổi chiều rất là đông. Ngày xưa thì rất là ngon, không biết bây giờ thế nào ha. Đã lâu rồi em cũng chưa quay lại ông Tám, nên để hôm nào em sẽ quay lại rồi chia sẻ với bà con ha. Đây là đường Nguyễn Trãi nè, Nguyễn Trãi, con đường, con phố thời trang của quận 5 Sài Gòn. Đó, bên kia đường là đường Lê Hồng Phong, và ở đó có cái chỗ bán nước sâm Lê Hồng Phong rất là nổi tiếng, rất là đông các bạn trẻ hay tập hợp lại đó uống. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Đó, nước sâm ngay chỗ này nè, ngay giao lộ Nguyễn Trãi và Lê Hồng Phong luôn, ngay góc đường luôn. Bán buổi tối rất là đông. Còn cái khúc Lê Hồng Phong này thì có rất là nhiều chành xe, từ đoạn Nguyễn Trãi cho đến Hùng Vương, và cái chợ Lê Hồng Phong ngày xưa. Tuy là một con đường nhưng mà có rất là nhiều cái ngành nghề khác nhau. Cái khúc nhà xe này trung tâm của nó là ở ngay chỗ rạp Hùng Vương đó. Rồi sau này mới có nhiều nhà xe mở thêm ở dọc dọc theo những cái căn này. Đại loại như ở đây có xe Phương Trang, rồi xe Thành Bưởi, rồi xe Việt Nhật đi về Nha Trang, rồi rất là nhiều. Và ngay đây có cái quán cháo gà nổi tiếng bên tay trái chúng ta nè, đó là cháo gà Bảo Anh và cháo gà Vân Hương, ngay góc đường Trần Phú và Lê Hồng Phong. Trần Phú ngày xưa là Nguyễn Hoàng đó, với rất là nhiều gara, rồi nhà máy bia Sài Gòn. Nhà máy bia bên tay trái chúng ta bây giờ đã đang là cái dự án mới rồi, đã không còn cái nhà máy bia đó nữa ha. Nhà máy bia đã dời đi cho Hóc Môn rồi. Ủa, nhà máy bia, nhà máy thuốc lá là nhà máy thuốc lá
máy thuốc lá Sài Gòn. À, em nói nhầm. À, xin lỗi anh chị và các bạn nha. À, khúc này ngày xưa có cái rạp Hùng Vương. À, đối diện rạp Hùng Vương thì nhà máy thuốc lá. À, nhà máy thuốc lá ngày xưa chúng ta ở đây nè. Rồi cái rạp Hùng Vương thì bên đây. À, bây giờ còn cái chữ Hùng Vương luôn nè. Còn qua đây là cái đường Hùng Vương. Ở đây có cái chợ, cái cổng đi vào chợ Lê Hồng Phong, ngày nay là chợ Hồ Thị Kỷ á, chợ chợ Campuchia. Có hai tên hai chợ nằm kế bên nhau. Ngày nay có cái giáo xứ. Cái khúc này cũng rất là nhiều nhà xe, nhưng mà ngày xưa nổi tiếng là bán chó mèo. Những con hẻm bên tay phải là đó là đi vô cái chợ đó. Này, giáo xứ Thánh Phô Lô. Và cái hẻm đi vô chợ, ngay ở đây có một cái cổng để là chợ Lê Hồng Phong luôn nè. Không biết cái cổng đó bây giờ còn không ha. À, cái cổng ở đây, cái cổng rất là xưa luôn. À, khúc này bán nhiều chó mèo lắm. Và những con hẻm ở đây thì hẻm nào cũng không vô chợ được hết ha. À, bên tay trái mình là hãng giày Sài Gòn. Đó, hãng giày Sài Gòn ngày nay nè, hình như bây giờ bỏ hoang rồi, không còn hoạt động nữa. Bây giờ bên đó là nhà xe Thành Bưởi để đi về Đà Lạt. Và chúng ta đi đến một tí xíu nữa, đó là cái vùng bên ngã 7 Phan Thanh Giản. Ở ngã Lê Hồng Phong, Lý Thái Tổ, Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong, Lý Thái Tổ, ngã 5 thôi. Nhiều khi Sài Gòn cũng có rất là nhiều cái ngã, nhưng mà mình đi mình không có để ý đó là ngã mấy nữa. Nhất rồi thành ra cái quen. Đây là giao lộ Lý Thái Tổ, Điện Biên Phủ, rồi Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự nữa. À, vậy đây là ngã 6. À, chỗ này rất là kẹt xe vào lúc cao điểm giờ tan sở nè. Chúng ta tiếp tục trên đường Lê Hồng Phong nha. Nếu quẹo phải thì đường Phan Thanh Giản, quẹo trái thì Lê Hồng Phong và Ngô Gia Tự Minh Mạng ngày xưa đó. Đi thẳng thì mình sẽ ra đường Trần Quốc Toản, và nơi đó có cái chùa, một cái chùa rất là lớn, và bây giờ họ đã phát triển thêm và xây thêm. Hình như là chùa Quốc Tự. Để bây giờ cũng sắp tới mùa Vu Lan rồi. Để hôm nào em sẽ làm một cái series về chùa để gửi các anh chị và các bạn, để có dịp chúng ta cùng nhìn ngắm. Còn cái đoạn Lê Hồng Phong ở khu này thì rất là nhiều khách sạn và karaoke. Còn bên kia là Lê Hồng Phong nói dài. Ngày xưa thì chỉ chắc có lẽ là con hẻm thôi, nhưng mà bây giờ cũng là đường Lê Hồng Phong luôn. Khu này bán điện thoại, rồi khách sạn, rồi karaoke, rồi nói chung là rất là nhiều khách sạn và karaoke.
bán điện thoại giá sỉ nữa. Các anh chị bạn nào mua điện thoại thì ra đây ha, khu này bán giá sỉ rất là nhiều loại luôn. Rồi tới đằng kia là Trần Quốc Toản, chúng ta sẽ quẹo phải qua Trần Quốc Toản ha, rồi kết thúc cái hành trình ngày hôm nay đi vòng vòng ở trên đường B Chút Ký. Có xe cứu thương, chúng ta phải tấp vô để nhường cho xe chạy, tạo cái thói quen. Nếu mà con mình nó có coi thì nó cũng hiểu là nếu mà đi ngoài đường gặp cái những cái xe như vậy thì mình nên tấp vô lề. Bên đây chùa Quốc Tự nè, Việt Nam Quốc Tự rất là lớn luôn. Ngày xưa ở đây có rạp hát Hòa Bình đó. Nhưng mà bây giờ vẫn còn ha, vẫn còn rạp Hòa Bình. Rồi một số hình ảnh ở đường B Chút Ký đi đến đường Trần Quốc Toản gửi các anh chị và các bạn. Chúng ta cùng nhìn lại, cập nhật lại một số hình ảnh về Sài Gòn ngày nay. Không biết đâu trong những hình ảnh này chúng ta lại nhớ là những cái kỷ niệm ngày xưa và mình hồi tưởng lại ngày xưa chúng ta cũng đôi ba lần đi trên con đường này và bây giờ nó như thế này. Rồi cảm ơn cô chú chị và bạn đã luôn quan tâm theo dõi, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Qua đường nha, ở đây có cái quán cà phê rất là đẹp nè. Grow Coffee. Chúng ta cúp nhau, cúp máy nha.